Dạ vâng, xuống ngồi đi chỗ ô tô số 1 Hải Dương. Xin gửi lời chào tới toàn thể quý vị anh chị em cùng toàn thể các bạn. Và chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi chỗ ô tô số 1 Hải Dương. Và ngày hôm nay thì bên em về thêm trong app một mẫu xe gầm cao đô thị, gầm cao 5 chỗ ngồi, nhỏ gọn, di chuyển dễ dàng và gầm cao máy thoáng giúp cho các bác khi lái xe kiểm soát không gian đằng trước xe được tốt hơn, tầm nhìn thoáng đãng hơn, cảm giác lái sẽ an toàn hơn. Và đây chính là một chiếc EcoSport đời 2015, số tự động và xe trang bị động cơ là 1.5 bản Titanium, bản cao cấp nhất của dòng Ford EcoSport này các bác nhé. Về các trang thiết bị option bên ngoài của chiếc EcoSport này, bây giờ em đi luôn vòng quanh xe một vòng để cho các bác ngắm tổng thành form dáng sơn xi luôn nhé. Giới thiệu trang thiết bị công nghệ bên ngoài luôn. Em này trang bị cụm đèn halogen sinh nhan trên gương, 4 là đằng đúc, rất là cứng cáp và chắc chắn. Đèn đóm ở đằng sau thì cực kỳ là đẹp, đẹp tuyệt vời luôn rồi. Ở đằng sau xe được trang bị 4 cảm biến lùn, giúp cho các bác là kiểm soát không gian đằng sau xe khi mà chúng ta lùi xe vào những vị trí không gian chật hẹp, thì 4 cái cảm biến lùn nó sẽ cảnh báo va chạm sớm để tránh những cái va chạm rủi ro không đáng có xảy ra. Và với dòng EcoSport, cốp của em nó là cốp ngang. Ở cái phần nắp cốp này thiết kế cái đoạn hõm này vào đây để tăng cái thể tích chứa ở đằng sau cái khoang cốp lên đó nhá. Ở đây cốp xe cũng khá là rộng, đầu để đủ luôn đi chơi đi du lịch cũng gia đình đấy nhá các bác nhá. Rồi nói chung là dòng xe này thì mức tiêu thụ nhiên liệu nó xe gầm cao, nhưng mức tiêu thụ của nhiên liệu của nó thì các bác có thể nhìn thấy. Đấy, mức tiêu thụ nhiên liệu của em nó đây 6,5 lít cho 100 km chạy kết hợp, 8,4 lít nhé cho 100 km trong đô thị và 5,4 lít 100 km ngoài đô thị. Đấy. Yêu cầu một con xe gầm cao đáp ứng nhu cầu của anh chị em có xe gầm cao mà lại còn phải tiết kiệm nhiên liệu đó, em này thì cũng đáp ứng luôn cho các bác theo nhu cầu là vừa gầm cao mà vừa tiết kiệm nhiên liệu, đi lại sướng nữa các bác nhá. Đấy. Và em đã đi hết vòng chung quanh xe một vòng để cho anh chị em ngắm tổng thành form dáng sơn xi ngoại thất bên ngoài của chiếc Ford EcoSport đời 2015, số tự động và xe trang bị động cơ là 1.5 phiên bản Titanium, bản cao cấp nhất của dòng xe này. Và chiếc xe này thì hiện tại bên em đang giao bán với giá là 405 triệu đồng, vẫn còn thương lượng thêm. Anh chị em nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại cũng như Zalo 0855 966 966. Và các bác có thể về trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3, đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Long Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe, cảm nhận đánh giá về chất lượng của chiếc xe này mang lại cho anh chị em nhé. Và bác nào chưa đăng ký kênh, chưa follow fanpage thì nhớ đăng ký kênh, follow fanpage giúp em để không bỏ lỡ bỏ qua những video chi tiết của từng chiếc xe một mới về, cập nhật liên tục cho anh chị em luôn. Bây giờ em sẽ review về bên trong nội thất chiếc xe này sau khi mà đi hết một vòng để review cho bác về ngoại thất của xe. Thì đây là nội thất bên trong của em này. Nội thất bên trong thì em này trang bị là ghế bọc da màu đen các bác nhá. Ghế bọc da màu đen còn nguyên zin nguyên bản theo xe. Và các bác nhìn cái ghế da này càng đét luôn nhá. Đấy, ghế da càng đét và càng mọng luôn. Túi khí an toàn được trang bị này ở trên ghế này, trên cột này. Đấy, trên cột nó có nhá. Cái này như là được trang bị là 7 túi khí an toàn các bác nhá, 7 túi khí an toàn trên ghế, trên cột, rồi một chiếc trên vô lăng, một chiếc ở bên táp lô ghế phụ, và có cả túi khí bảo vệ đầu gối, rất là an toàn cho các bác đây. Thấy chưa? 7 túi khí an toàn các bác nhá. Đầu đài giải trí thì nguyên bản theo xe này. Đầu đài giải trí nguyên bản nhé. Có ổ đĩa CD. Các bác có thể nghe radio. Có cổng AUX kết nối âm thanh điện thoại. Tuy nhiên là chúng ta có cái kết nối Bluetooth rồi, nên không, cái cổng AUX này bây giờ nó cũng không hữu dụng lắm. Nó chứ không phải là không hữu dụng mà là nó không tiện bằng kết nối Bluetooth nên chúng ta ít dùng. Bây giờ ai cũng dùng smartphone hết rồi, kết nối Bluetooth phát là xong. Điều hòa thì là điều hòa auto, các thông số nhiệt độ điều hòa sẽ hiện trên cái bảng điện tử này, giúp cho các bác là kiểm soát nhiệt độ bên trong xe được tốt hơn các bác nhá. Cái này trang bị
cả chế độ lái thể thao Sport này, Sport này. Đây. Đấy. Có cả chế độ lái thể thao nhá. Thanh điều chỉnh đây, cộng trừ đây có nhá. Đấy. Có cả chế độ lái thể thao Sport. Và trên vô lăng thì được trang bị cả đàm thoại rảnh tay này. Đây. Có đàm thoại rảnh tay nhá. Nhận diện giọng nói có luôn. Đó là một số các trang thiết bị option cơ bản trên chiếc xe này. Bây giờ em sẽ đi review luôn về mặt chất lượng của xe. Đấy, trời rất là nắng. Quay xong cái video mà vãi mồ hôi ra luôn. Thì em sẽ quay nhanh. Cái đầu tiên là cái ốc bản lề trên, các bác nhìn kìa. Đấy, ốc bản lề trên nhá, nó còn nguyên lớp bụi màu theo thời gian. Trong khi đó là ốc bác của em nó còn nguyên zin, các bác nhá. Rồi ốc răng cửa này. Ốc màu này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Ốc màu zin đét luôn. Còn ốc răng cửa. Ốc màu còn nguyên zin nguyên bản. Và ốc bản lề dưới này. Ốc bản lề dưới cũng vậy nhá. Ốc bản lề dưới cũng còn zin đét luôn, nguyên zin nguyên bản luôn. Về hệ thống gương kính chỉnh điện thì được trang bị ở cái táp ly cánh bên lái này. Quay đến phần chỉ ở cánh trước. Đây, phần chỉ ở cánh trước bên lái đây. Các bạn nhá. Đấy, không mất một phần luôn. Đến phần ốc bản lề ở trên cột giữa này, các bạn nhìn này. Ốc bản lề đây. Zin đét. Đấy, nguyên zin luôn. Bản lề trên này. Ốc bản lề dưới đây này. Đấy, nguyên zin nguyên bản. Ok chưa? Zin đét luôn, nguyên zin luôn nhá. Rồi. Xuống phần cánh sau bên lái thì cũng như vậy thôi. Đây là cái phần ốc bản lề trên nhá các bác nhá. Đấy, ốc bản lề trên này. Nguyên zin nguyên bản này. Ốc răng cửa này. Rồi ốc bản lề dưới đây. Đấy. Nó cũng còn nguyên zin nguyên bản luôn. Đến phần chỉ này. Đấy nhá. Không mất một phần chỉ nào của các bác. Và đi ra đằng sau của xe. Review về mặt chất lượng ở đằng sau cốp xe này. Mở cốp xe ra. Và cái đầu tiên. Các bác nhìn này, hai cái con ốc khóa cửa này. Đấy. Màu sơn đi nhá, zin đét luôn, thấy chưa? Zin đét luôn đấy. Đây là. Nguyên zin nguyên bản luôn. Quay đến phần ốc bản lề trên. Nguyên lớp bụi màu theo thời gian. Xem đẹp, ốc bản lề trên nhá. Ốc bản lề dưới này. Anh chị em thấy đẹp chưa? Đấy, quá là đẹp luôn rồi nhá. Zin đét luôn. Rồi bây giờ thì em sẽ quay xuống phần sassi gầm bệ bên dưới. Đây. Sassi gầm bệ bên dưới đây. Nhá. Rất là cứng cáp và chắc chắn luôn. Không có hiện tượng là han gì mối mọt. Cũng như là hàng cắt kép luôn. Zin đét luôn nhá. Nguyên zin nguyên bản. Nguyên zin nguyên bản luôn. Đi vòng sang phần thân bên phụ. Thì anh chị em nhìn đây. Đây. Đây cũng là cái ốc bản trên này. Ốc bản lề dưới này. Như là ốc răng cửa này. Zin đét chưa? Nguyên zin nguyên bản. Nguyên zin nguyên bản luôn. Đi lên phần cánh trước. Đi lên phần cánh trước ở bên phụ. Đây, cũng như là cái cánh bên lái kia thì cái ốc màu của nó ở cái ốc răng cửa này. Đấy, ốc màu của nó còn nguyên zin, các bác nhá. Ốc màu còn zin đét luôn. Bản lề trên này. Rồi xuống đến phần ốc bản lề dưới. Đẹp nét căng luôn nhá. Quá là đẹp luôn rồi. Và quay đến phần chỉ này. Đó, quay đến phần chỉ này nhá. Chỉ nguyên zin nguyên bản luôn. À còn cái
ốc ở bên cột. Đây này, anh nhìn này, ốc bàn lại bên cột đấy nhá, cột bên phụ đấy. Nó còn nguyên cái lớp phủ màu theo thời gian và cũng như chưa có hiện tượng là đụng chạm tác động bên ngoài vào. Để quay thì rất là kỹ cho các bạn luôn. Cả sắt xi gầm bệ này, đây là phần sắt xi gầm bệ ở đằng trước các bạn nhá. Đấy, đằng trước đây anh rằng thấy rất là cực kỳ là chắc chắn và cứng cáp, không có hiện tượng là hàn cắt ghép nối hay là bị han gì, mối mọt gì, chắc chắn cực kỳ luôn. Bây giờ sẽ đi sang phần sắt xi gầm bệ ở bên lái này. Đây là sắt xi gầm bệ bên lái này, cứng cáp chưa, quá là cứng cáp chắc chắn luôn nhá, rất là chắc chắn và cứng cáp. Ok chưa? Bây giờ thì sẽ vào bên trong phần khoang động cơ để review cho các bác khoang động cơ bên trong. Con động cơ bên trong thì nó khô ráo nha các bác nhá. Đấy. Con động cơ bên trong thì nó cực kỳ là khô ráo, không có hiện tượng là chảy dầu, chảy mỡ. Vô cong luôn. Và các bác nhìn những cái ốc chân máy này. Đây ốc chân máy nhá. Chưa hiện tượng là vặn vọ gì, không hiện tượng là xi xuyền gì ở trên con ốc. Ở ốc cabo này. Các bác nhìn thấy chưa? Ốc cabo nó còn xinh đẹp nhá. Ốc cabo bên này. Xong rồi chuyển sang ốc cabo ở bên phần bên lái đây. Đấy, hai bên nó đều như nhau hết. Chưa hiện tượng là tháo dỡ gì, quay rất là sát vào cho các bác xem luôn. Ốc cabo của nguyên zin. À, và một số những cái chi tiết nó vẫn còn nguyên cái màu sơn. À, những cái đường tiêu kìa. Đây, đường này đây này. Một số chi tiết vẫn còn nguyên màu sơn các bác nhá. Chi tiết nhỏ nhỏ như những con ốc này cũng vậy. Các bác nhìn này. Đấy, màu sơn này nhá. Ốc màu còn nguyên zin luôn. Đây này. Đây này. Ok chưa? Nguyên zin nguyên bản luôn nhá. Dạ vâng, mà như vậy thì em đã giới thiệu xong tới toàn thể anh chị em mình chiếc Ford EcoSport đời 2015, số tự động và xe trang bị động cơ là 1.5. Phiên bản Titanium, bản cao cấp nhất của dòng Ford EcoSport, với giá bán cho chiếc xe này là 405 triệu đồng, vẫn còn thương lượng tiếp. Anh chị em nào đang quan tâm thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp về cho Dũng Audi qua số điện thoại cũng như Zalo 0855 966 966 các bác nhé. Bây giờ thì em xin kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.